Rồi, kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho ếch mình ăn sáng với lại quay cho cá lóc ăn luôn các bạn. Mình mới bắt 20.000 con cá lóc. Trong dự tính mình là phải nuôi cá lóc, nuôi thêm về nhiều con nữa các bạn. Đây, đây là dầu ếch của mình. Nay mười mấy, là 50 mấy ngày rồi các bạn. Ếch này mẫu 4 con ký cũng có, cũng nhiều các bạn. Mẫu 3 chưa, nuôi khoảng chừng 10 ngày nữa. Tại cái này vô thời tiết lạnh với cái này cái mùa nghịch, anh chị bạn ăn cho ăn nhiều nó sẽ dễ bị bệnh đường ruột chứ lắm, sốt huyết đường ruột này kia mình lâm. Và thời gian ngắn nữa mình đã gửi cho ông anh, ông nuôi ếch mà ông nuôi ở nước lợ đó các bạn, nước gần biển á, nuôi nước lợ á, ông nuôi có thành quả cái mình nói mình chia sẻ cho anh chị bạn hiểu luôn, cho ông nuôi thí nghiệm thử. Ông đã nuôi một bầy rồi các bạn, rồi mình sẽ gửi cho ông nuôi thử một lần nữa, thì rồi có kết quả sau rồi mình chia sẻ cho anh chị bạn hiểu ở cái vùng nước mặn cái độ đạm nó ăn làm sao, chứ không phải như vùng nước ngọt mình nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị bạn. Cái nhiều bạn ở gần vùng nước lợ nào, ở gần biển đồ, chia sẻ cho anh chị bạn hiểu về con ếch nó ở gần vùng nước nước lợ. Anh nuôi tôm ở dưới Ba Chi Bình Đại, ở Bình Đại chứ, Bình Đại của Bến Tre các bạn. Ở đó nó xài toàn là nước lợ không, tắm là tắm toàn cái đầu cái chịch tắm không, nói ăn nó dơ mẹ đi. Này mình mới gãi cho nó ăn cá cha nút, ổ cá cha nó bú, rồi quay lại cá lóc nãy bắt 20.000 mình để trong cái dẹm này ương nè các bạn. Dạ trời nắng quá, mình chưa cho ăn bạc 20.000 cá lóc mà nó ăn cử có 4 viên cứ ăn các bạn, cũng đỡ hao. 20.000 cá lóc cá lồng năm mới bắt các bạn, bằng cái ống hút mà ống hút thứ mà co gì đó các bạn, ống hút có cái co chứ không phải mà ống hút như trà sữa dân châu chết luôn. Đây đây dưới này mình có cái dĩ mình để cho mình quay học thức ăn, nó ăn cũng ít, ăn có 4 viên ăn bạn, quay 4 viên ăn cho các bạn xem. Trời ơi thức ăn 4 viên trà quá. Anh thấy cho nó ăn thấy xuống cái muốn thụng cổ này, mà dục viên thức ăn này mà dục cho cá ăn cá bự bự thấy xuống cái thụng cổ con cá. Viên đâu 400 gram gì. Lại ăn xì xì tim để mình kêu ra đưa ra. Giờ hơi chói nắng nha các bạn. Mình mới động nước nó hơi nhát xíu nữa. Giờ nghe cá cha nó bú không, ở lộn nút không, người Việt Nam gõ cho nó quen, sau này lớn nó, mình gõ khi cho ăn mình gõ nó gom lại nha các bạn. Mình quay này cho những bạn đã nuôi rồi góp ý mình chút xíu nha. Còn
góp ý mình cho ăn, tại mày có ông anh ông cũng nuôi nữa, ông nói 20.000 con này ăn khoảng 60-70 triệu tiền thức ăn hả. Thì có nhiều bạn góp ý, còn góp ý cái diện thuốc men thì mình không cần nha. Nuôi cái gì mà nó hô thuốc là mình không không có quan tâm tới, đừng có góp ý mình cái vụ thuốc men nha. Mình chỉ là góp ý cách nuôi sao, xử lý con cá giai đoạn nào thôi, cho ăn thức ăn nào tốt. Mình ở đây mình nuôi cá nuôi ếch vậy mình cũng thí nghiệm nhiều loại thức ăn lắm bạn, mình không có lệ thuộc thằng nào chứ, tại mua thức ăn mua tiền mặt là không có lệ thuộc thằng nào chứ. Nó chưa lên ăn nhiều các bạn, nó ăn dữ lắm. Cục này là quất, 4 cục này là quất cử một ăn kìa, anh kéo nó bự bự tua nó đàng đàng. Thấy nó buồn ăn không à? Ăn xèo xèo luôn mà tại cái cha nó bự nó làm quá trời làm. Thức ăn 40 đạm ở đây là 475, 408 cho cá lóc ăn là 475, 408 một bao nha các bạn. Bao 25 kg nha. Có nhiều bạn nói sao chỗ em bán gì tới 630 ngàn. 630 là thức ăn bao nhiêu đạm, thì thức ăn gì, hiệu gì các bạn. Chứ nếu mà nuôi cá mà thức ăn mà 600 mấy thì mấy bạn kêu đại lý đó, công ty đó đây rước về nuôi luôn. Thức ăn mà nuôi cá, thức ăn cá lóc hiện tại giờ bao nhiêu mà thức ăn 600 mấy thì sao mà nuôi lợi gì đâu, muốn gấp gửi người ta, gấp gửi giá ăn người ta nuôi lợi lớn gì các bạn. Ăn có 400 mấy, 500 ngàn bao đây nuôi đi, còn giá cá mà nó dưới 30 ngàn đấy còn không lời. Mình hồi nào giờ chưa nuôi cá lóc các bạn, mới nuôi lần đầu tiên nha. Nó ăn không? Gần hết 2 cục ăn đây. Ở đây nó tại mình quơ quơ điện thoại tới lui và nó nhát cục này, nó nhát nó chưa lên các bạn. Cục ngoài kia thì ăn mạnh hơn. Cái viên thức ăn nó cái cục nó ghê. Cái viên vậy, viên này không biết viên ông cố ông sơ vậy, nó bự dữ. Thức ăn bự. 20.000 con ăn có 4 viên. Bạn thấy 2 cục đó nó xây cụm luôn à, đẹp. Cá này mình bắt ở Hồng Ngự nha các bạn, cá mẫu cá không đều lắm, không năm đều đẹp cá. Trước khi mình bắt cá này mình nuôi á bạn, mình cũng đi tham quan cũng nhiều chỗ nuôi cá này, đặng mình học hỏi thêm tí xíu mình mới bắt, chứ tự nhiên không có cắm đầu vô bắt liền các bạn. Mình cũng tìm hiểu đôi chút về con cá lóc này rồi mình mới bắt. Có nhiều chỗ giao cá nó không đẹp các bạn. Cá cái đầu cầm tay, cái đuôi ngón tay nó ốm ốm. Con cá này chú này giao cho mình ti cá lồng năm vậy là nó đẹp nè, điều cá nè. Quay cho anh chị bạn xem.
còn mấy bà nội cá cha anh đây nút gì thấy thèm không? Bốn cục ăn này nó cá lóc này là thấy thức ăn các bạn cho ăn là nó lớn lớn ủa nó ăn ăn suốt luôn nha các bạn. Ăn nào hết hết hai cục này mình thấy ủa bốn cục này mình thấy bốn cục khác suốt. Bốn viên thức ăn này. Các bạn thấy nó ăn tối ngày vậy đó. Có ăn đêm mình không cho ăn thôi. Chiều mình thấy phân bốn cục nữa rồi, bốn viên nữa nó cục hoài, bốn viên nữa cái đầu là rồi bỏ sáng tới giờ sáng này mình mới chăn tiếp. Bạn thấy nó háo ăn ghê không? Con cá nuôi không phải như con ếch nha các bạn, nuôi nó chậm lớn hơn nha, bị với con ếch không được nha. Con nồng nọc các bạn ương 5 ngày nó bành kỳ, chứ con cá này ương 5 ngày thấy có chút xíu. Các bạn thấy nó bu quăng không? Xèo 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 xèo. Bạn thấy gom ở ngoài này đâu có đâu. Dèo này là dèo ương nha các bạn, chứ không dèo này nuôi cá lớn nha, nuôi lớn nhảy ra mất tiêu. Mình ương cỡ khoảng cỡ lồng 8, lồng 8, lồng 9, lồng 10 gì mình mới đưa ra cái dèo lớn. Muốn ương cỡ nào ương? Chắc cỡ mình ương cỡ lồng 9, lồng 10 mới đưa ra. Bạn thấy vợ bu ăn thấy ham không? Hai cục này vô đây ăn. Trong dự định tương lai mình sẽ mở rộng cái mô hình nuôi ếch này lên, hoặc nếu mình không mở rộng mình sẽ nuôi thêm vài con nữa các bạn. Để con này mất giá còn con kia. Tại mình thì không có điều kiện khá cầm tiền tỷ như người ta được, bởi vậy mình không có nuôi số lượng lớn được các bạn. Nuôi vừa 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 không. Đất cát thì cũng không có nữa. Đất cao này là mình thuê đất ruộng người ta mình múc lên. Chứ không phải đất nhà nữa. Bởi vì không có điều kiện nuôi nhiều, phải đất nhà mình là mình bung ra mình nuôi có thể nhiều con. Con này cho dù con này không được giá, con kia không được giá, chứ không phải rớt giá hết. Rồi cái video mình hôm nay quay cho ếch ăn sáng với lại cho cá lóc con ăn sáng luôn nha các bạn. Bạn thấy giờ nó càng gom lên ăn thấy ham không? Xe cụm lên luôn. Đây, bạn thấy nó ăn không? Cụm hai cục này luôn các bạn. Tại hai viên này nó nhát, hai viên bên đó là nó ăn gần hết rồi các bạn. Ăn còn phân nửa à. Mấy bạn thấy nó còn phân nửa vậy chứ nó ăn khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nó mới hết. Tiếng rưỡi 2 tiếng hồ nó mới hết. Tại con nào nó no rồi là nó lội bung 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 ra, con nào đói vô quất. Nói vậy chứ thấy nó ăn suốt không biết con nào no, con nào đói. Rồi cái video mình hôm nay làm tới đây thôi nha.
Chào tạm biệt chị và các bạn.